khớp không chỉ là bệnh của người già mà ngày càng phổ biến ở nhiều nhóm người. Những người làm việc tay chân thường xuyên, tập luyện thể thao ở cường độ cao, có tiền sử chấn thương, dị dạng bẩm sinh hoặc biến dạng sau khi gặp chấn thương, thừa cân béo phì rất dễ bị thoái hóa khớp. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, phó giám đốc bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết, thoái hóa khớp không thể chữa dứt điểm hoàn toàn, tuy nhiên nếu phát hiện và điều trị đúng cách có thể giúp kiểm soát, giảm ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh. Thoái hóa có thể tác động tới mọi khớp trên cơ thể, trong đó có đầu gối, cột sống, háng, ngón tay, cổ chân chịu nhiều ảnh hưởng. Bệnh thường phát triển chậm và tăng nặng theo thời gian. Các triệu chứng thường gặp nhất đó là đau nhức cứng khớp và teo cơ. Chúng ta thấy là cái nhóm bệnh lý thoái khớp và thoái hóa cột sống thì cũng không chỉ gặp ở cái lứa tuổi chúng ta gọi là trung niên, cao niên trở lên, và thậm chí cũng gặp cả người trẻ. Nhất đối với nhóm người có tuổi thì đương nhiên bệnh lý thoái hóa là một cái bệnh lý sự lão hóa đi của tất cả các cái hệ thống cơ xương khớp rồi hệ thống cột sống, thì nó làm yếu dần đi. Thứ hai, chúng ta hình dung là sau rất nhiều năm người bệnh người ta phải vận động, người ta chơi thể thao, người ta sinh hoạt, thế rồi là thậm chí là ở những vùng nông thôn khi mà chúng ta lao động vận động với cường độ khá là nặng trong thời gian kéo dài thì nó đã không ảnh hưởng không tốt đến cái hệ thống cuộc sống của chúng ta rồi. Thế đối với cả nhóm người trẻ thì cái bệnh lý thoái hóa thì cũng không phải là gặp là nhiều, tuy nhiên thì cũng có đau cuộc sống vì thông thường liên quan đến cái chuyện là chúng ta ít vận động, chúng ta ít thay đổi tư thế, chúng ta ngồi văn phòng nhiều quá thì chúng có thể là gặp những cái bệnh lý liên quan đến đau, đến mỏi cuộc sống, hoặc là căng cơ đấy, hoặc là co rút cơ quá mức thì cũng gây ra những triệu chứng đau. Do vậy là cái bệnh thoái hóa khớp, bệnh đau cuộc sống thì có thể gặp tất cả các lứa tuổi khác nhau là như vậy. Dấu hiệu cảnh báo thoái hóa khớp bao gồm đau nhức trong hoặc sau khi vận động, cơn đau có xu hướng âm ỉ và biến mất khi người bệnh không hoạt động. Nếu không điều trị kịp thời, đau sẽ ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Cứng khớp, triệu chứng thường xuất hiện sau khi người bệnh thức dậy hoặc sau một khoảng thời gian không vận động di chuyển, cứng khớp có thể đi kèm với cơn đau. Khớp đầu gối kêu lục đục khi di chuyển, người bệnh có thể cảm thấy nóng ran và nghe thấy tiếng lộp cộp hoặc là xạo khi cử động. Teo cơ, sưng tấy, thoái hóa khớp kéo dài thường dẫn tới sưng tấy, làm biến dạng các khớp và vùng cơ xung quanh. Nếu không vận động trong thời gian dài sẽ gây teo cơ, đầu gối bị lệch khỏi trục. Nếu có những người mà đã bị bệnh thoái hóa rồi thì chúng ta cái mục tiêu điều trị là để làm chậm lại quá trình thoái hóa khớp. Vì chúng ta biết là thoái hóa khớp là một cái đặc trưng của cái sự thoái hóa, sự lão hóa của cái khớp. Nó giảm đi cái cấu trúc của cái khớp, dẫn đến cái sự chịu tải của cái khớp nó kém đi. Thì do vậy là với những người đã có thoái hóa khớp rồi thì chúng ta phải duy trì cân nặng nó hợp lý, vận động đi lại, thể thao nó phù hợp, tương ứng với cả cái lứa tuổi của chúng ta. Không nên để cái trọng lượng cơ thể nó quá nặng, thừa cân béo phì, hoặc là những cái tư thế xấu, ví dụ như là xoắn vặn cuộc sống quá mức, hoặc là ngồi xổm, hoặc là khoanh chân, hoặc là tì gối, tì háng, tì cổ chân trong thời gian kéo dài đấy, hoặc là chơi những môn thể thao nó không phù hợp với lứa tuổi của chúng ta đấy. Thì đối với cả những trường hợp mà chưa bị thoái hóa khớp này thì cách phòng tránh thì ngoài giống như là những trường hợp mà đã bị thoái hóa khớp rồi thì chúng ta cũng phải trước khi mà chúng ta chơi thể thao, vận động thì chúng ta nên khởi động kỹ đó, có những cái dụng cụ khi ra thể thao phù hợp, ví dụ như đôi giày, ví dụ như vật tennis, ví dụ như vật cầu lông vân vân, thì nó phải phù hợp với cả cái sức nặng, cái sức căng, rồi là phù hợp với cả cái mặt sân, ví dụ như vậy, thì những cái đó chúng ta tránh. Cái thứ hai là chúng ta tránh để bị những cái chấn thương, đặc biệt ở những vùng khớp, thì những chấn thương đó thì có thể gây ra những tổn thương về hệ thống gân cơ, phần mềm, dây chằng, có thể gây ra tổn thương về rách bao khớp, rách sụn trên ở trong khớp. Thế rồi là có thể gây ra vỡ những cái mặt sụn khớp, thì tất cả những cái đó là những cái yếu tố thuận lợi để có thể gây ra các thoái hóa khớp sau này. Bác sĩ khuyến cáo người bệnh nên đi thăm khám khi phát hiện các dấu hiệu bất thường. Trong sinh hoạt hàng ngày cần phải ăn uống lành mạnh, hạn chế thực phẩm nhiều đường, nhiều muối chế biến sẵn. Tập thể dục thường xuyên sẽ giúp cơ bắp chắc khỏe, kiểm soát cân nặng, giảm áp lực lên đầu gối, hông và lưng dưới.